Rồi, hello, xin chào anh em. Ơi. Thì uh, qua Tết rồi anh em, Bảo cũng đi uh, bắt gà về ha, để cho uh, có gà anh em chơi nữa. <laughs> Hồi, uh, đó. Hồi Tết thì uh, có mấy anh em gọi cho Bảo nhiều lắm, hỏi là uh, có gà lên chưa thì uh, có xuống bắt, Thì uh, hiện tại uh, Bảo lên cỡ lên chục con anh em. Bên trại này riêng trại gia uh, công số 2 này bỏ lên uh, cỡ chục con ha. Thì uh, anh em nào muốn uh, bắt cả anh bảo thì uh, alo cho Bảo ha Ưu tiên cho anh em tới trại. Đầu năm tính nhất có sẽ có phiếu mãi cho anh em ha. Thì à uh, tánh bảo dễ lắm, con nào giỏi bỏ nó giỏi, còn con nào uh, thường bỏ nó thường, thấy không? Tập trung thì là tầm trung còn con nào mà xử lý hay xử lý tình huống hay sổ hay ha đủ trong khéo léo tướng tá cao ráo gì á ok bảo sẽ để cho gà vip nghe nè rồi thì à, đầu năm bảo xin chúc anh em à, thật nhiều sức khỏe gặp nhiều may mắn nữa anh em thì à, tiền thể mini game của đợt này á bảo sẽ công bố là con gà nào sau cho anh em ha Hiện tại là anh em cứ tham gia đi, anh em mình lần đi Thì à, chiều thứ năm đại tình ninh sổ mình sẽ lọc lại những cái video Mà anh em nào trúng thì mình sẽ à, gửi tặng cho anh em đó ha Thì à, anh em cũng không biết Gà Vinh Bảo giá sao anh em Thì à, Gà Vinh Bảo là tầm trung là 3T Còn gà Vip là 5T ha anh em Thì à, hiện tại đợt mới về nè mình chưa có lựa ra được mình về nhà mình sổ uh, ba bốn mặt hen rồi năm bảy mặt cứng gà mình mới giao cho anh em được hen chứ uh, đâu giao liền được đâu bắt về đâu biết con nào giỏi con nào hay đâu đúng không anh em thấy nào tướng đẹp đẹp cái là ờ uh, con đó giỏi á đâu có được anh em phải sổ vô trong coi tình huống là sao nữa hen rồi uh, anh em có tham gia bất kỳ anh mình á à, cũng muốn bắt kỳ anh mình á có clip sổ anh em qua Zalo giúp mình ha. Lúc nào mình cũng có clip sổ bệnh á, kết bạn rồi mới uh, coi được ha. Ai kết bạn mình cũng đồng ý hết á ha. Mà có mấy uh, em nhỏ vừa uh, rồi quấy rối mình quá. Sao mà kiếm gà hay chị <laughs> Gà hay chị đâu ra anh em, Thấy không? Xây được cái trại lớn vậy rồi uh, trại em cũng nhỏ nghe, không có lớn nha Nhưng mà gà hay sĩ làm gì có, đúng không anh em? Thôi thì anh em tham gia mini game vui vẻ ha. Rồi cảm ơn anh em.